thì những cái máy cưa thon gọn thôi. Chú Tùng đang mở miệng cái lọt cây dừa để cho cái lọt cây dừa nó có thể ngã theo ý muốn của chú nha. Hello, xin chào mọi người. Thì hiện tại bây giờ chú Tùng đang ở trên đỉnh của cây dừa. Thì bây giờ là mình sẽ theo chân chú Tùng để cùng nhau hạ cây dừa này xuống bằng cái máy cưa Vaco 5009. Thì theo mình được biết là cái cây dừa là một cái cây, một trong những cái loại cây khó cưa nhất. Tại vì sao? Tại vì những cái mạt cưa của dừa rất là nhiều, nó sẽ kẹt vô máy của mình, nó làm cho máy của mình bị đứng lại. Vì thế, để hạ được cây dừa cần một cái dòng máy cưa phải có công sức lớn, được làm mạnh. Và cái xích để cưa cây dừa thì nó cũng phải là bén. Rồi, mời các bạn cùng nhau xem chú Tùng hạ cây dừa này bằng máy cưa 5009 như thế nào nha. Đó. Và hiện tại bây giờ là chú Tùng đang kéo cái máy cưa Vaco 5009 với công suất lên đến 58cc. Thì theo mình nhận định là cái máy cưa này nó thừa sức để hạ cái cây dừa này một cách nhanh gọn lẹ luôn. Đây, và hiện tại bây giờ chú Tùng đang có trên cái đỉnh của cây dừa. Thì chú Tùng là một cái vũ khí miền Tây, được mệnh danh là vũ khí miền Tây, với khả năng leo trèo rất là điêu luyện. Có thể đeo lên những cái đọt cây cao đến 30-40m mà không cần bất kỳ một cái dụng cụ bảo hộ gì hết nha mọi người. Okay. Và tiếp theo đây là chắc là chú sẽ tỉa những cái nhánh dừa để cho cái cây nó gọn lại, và sau đó mới hạ từ trên đọt hạ xuống. Cái lý do tại sao mà chú không cưa từ gốc á, là tại vì cái cây dừa này rất là cao và xung quanh rất là nhiều cái vật thể khác, nên là chú không thể nào mà cưa hạ một cái mà ngã ngang được. Đây, các bạn có thể thấy được là cái tiếng cái máy cưa Vaco 5009 rất là giòn nha các bạn, cái hơi rất là mạnh nha các bạn. Nói chung là đây là một cái dòng máy nhỏ đến từ thương hiệu Vaco, nhưng mà với công suất lớn như này thì nó rất là mạnh nha các bạn. Với những cái con máy cưa mà nó không mạnh á, thì khi mà cưa mấy cái dừa, là mấy cái mạt của cây dừa nó rất là chắc, nó rất là dai, nó sẽ dính vào máy, nó làm cho cái tình trạng kẹt máy xảy ra. Nên muốn hạ cây dừa được là phải sử dụng những cái máy cưa mạnh nha các bạn. Đây nha các bạn, thì nãy giờ chỉ đâu đó tầm khoảng chưa tới 1 phút thôi mà chú Tùng đã tỉa gọn các nhánh cái cây dừa. Thì như vậy thì khi mà hạ cái thân cây dừa nó mới không có ảnh hưởng tới những cái mặt cản xung quanh nha mọi người. Đối với những cái máy cưa mà nó có công suất nhỏ hay là nó không mạnh đó, thì khi mà cưa những cái nhánh cây dừa nó sẽ bị kẹt lại nha mọi người. Tại vì những cái mạt dừa nó sẽ dính vào cái máy cưa, nó làm cho cái tình trạng kẹt máy cưa xảy ra. Vì thế đối với những thợ cưa nào mà muốn cưa cái cây loại cây giống như là cây dừa thì phải chọn cái dòng máy cưa 5009 của thương hiệu Vaco nha mọi người. Cùng
với những cái đặc điểm nổi bật của cái máy cưa Bosco 5009 là cái trọng lượng vô cùng nhỏ gọn luôn, chỉ đâu đó khoảng tầm 5,5 kg thôi, nên là rất là thích hợp cho cái công việc cưa chuyên nghiệp trong thời gian rất là dài nha mọi người. Đây thì các bạn cũng thấy được là chú Tùng Vũ Khỉ miền Tây đang đứng ở trên chóp vót đọt của cây dừa. Thì nói chung ra là đây là cái hành động nguy hiểm thì các bạn đừng có nên bắt chước theo nha. À chú ơi. Thì sự ra mà nói thì khi mà đứng ở trên một cái đọt cây cao như vậy để làm việc á thì nó rất là bị nhiều cái tâm lý nha mọi người. Đối với những cái dòng máy cưa nhỏ gọn như là cái con Bosco 5009 đây thì nó cực kỳ là thích hợp cho những cái công việc cưa. Nó cần cái sức lực và công sức rất là mạnh từ máy cưa nha. Ngay bây giờ chú Tùng sẽ sóc ngược người mình xuống để có thể cưa được cái đọt cây dừa với độ cao khoảng 15m nha mọi người. Thì những cái máy cưa thon gọn thôi. Đây, chú Tùng đang mở miệng cái đọt cây dừa để cho cái đọt cây dừa nó có thể ngã theo ý muốn của chú nha. Nãy giờ là đã cưa được hơn phân nửa cây dừa rồi nhưng mà vẫn chưa có những cái dấu hiệu gì đó là gọi là trục trặc đến từ cái máy cưa Bosco 5009 nha mọi người. Thì bao nhiêu đây thôi thì mọi người cũng thấy được là cái chất lượng máy cưa cũng giống như là cái chất lượng xích đến từ thương hiệu Bosco, nó chất lượng, nó đạt chất lượng cao nó như thế nào. Thì đó với những cái cây dừa, những cái cây khó như cây dừa thì nó vẫn giải quyết nhanh gọn lẹ. Okay, okay, okay. 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 Ok
bò vô lỗ nào. Kéo bên đây. Và rồi đây thì chú Tùng đang mở miệng gốc cây dừa để kéo cây dừa xuống cho nó ngã luôn. Quá là đẹp. Dạ rồi, con chào chú Tùng. Thì nãy giờ con cũng quan sát được là chú dùng cái máy Bosco này để hạ cái cây dừa với cái thế vô cùng khó khăn. Dạ rồi, cái này là cái máy Bosco 5009. Thì chú thấy là cái máy này về cái công suất và cái sức mạnh của nó như thế nào chú ha? Cái này nó lẹ, mình tại mình cắt thường ngày là cái cắt cái dừa mình cắt khúc ở trên đó. Dạ. Là nó nếu mà máy khác á nó sẽ bự. Dạ. Như cắt vô là nó phê nó e vậy đó, nó nước ngọt sớt à nó. Dạ rồi, thì theo con biết là cái cây dừa là một cái thế cây, nó gọi là mấy cái mạc á, nó dễ dính vô máy á chú. Ví dụ như đối với những cái máy nào yếu á thì nó sẽ bị kẹt máy. Ừ, nó dạ quấn rồi. Vô thì theo không biết là nãy giờ chú cưa thì cái con máy này nó có bị kẹt bao giờ không chú ha? Chưa, nãy không có kẹt. À, nó không bị kẹt. Nó luốt luôn, tại vì cái cái này là nó rộng nè. Dạ. Mặt dừa nó như cái dẻ dừa nó bay ra được. À, với lại một phần là công suất máy nó mạnh đúng không chú? Bởi vì là nó lướt qua được mấy cái mạt cưa hết luôn. Với lại đặc biệt là cái xích Bosco này thì chú nhận định là cái dòng xích này nó chất lượng nó bén không chú? Ví dụ mình dũa cho tới nó bén, nó lâu lục. Dạ nó tài quá nó cứng. Cái dòng xích Bosco này là lâu lục bén đúng không chú? Ờ, nó cũng mình dũa được không chú? Được, mình dũa cho nó bén rồi là nó lâu lục. À, tại cái nước thép nó quá cứng. Dạ. Thế là thôi cũng cảm ơn anh em ha. Dạ rồi, con cảm ơn chú. Rồi. Dạ, con cảm ơn chú.